Hello, xin chào. Hôm nay sau 2 tập phân phui sự thật, NLG nói dối để lừa đảo người xem, thì tự nhiên giờ này có hứng đi phân tích những cái lời chú nói về cuốn sách Tế Bào Gốc Vị Y Sĩ Đại Tài. Mình sẽ chứng minh cho mọi người thấy ai mới là người tiên tri. Một cái nữa là những cái lời chú nói nó có giống như những gì chú làm không. Rồi cái nữa là bây giờ mình sẽ đi phân tích những cái lời chú quảng cáo ngày xưa chú bán sách á. Xong bây giờ mình sẽ xong cái đó, mình phân tích, mình sâu chuỗi lại xem thực tế bây giờ là gì nha. Đây, bây giờ mở cái audio này ra, mình sẽ phân tích từng câu nói. Cuốn sách mới mà NLC đã phát hành có tựa đề là Tế Bào Gốc Vị Y Sĩ Đại Tài. Và tại sao chú lại khẳng định đây là một cuốn sách của thời đại? Tại vì chú biết Tế Bào Gốc là sống của chúng ta không phải mới thời chu kỳ này, mà nó đã sống chúng ta trong suốt hành trình của nhân loại rồi. Chú này có một cái tật chuyên ra nhận vơ. Chú bảo chú biết là Tế Bào Gốc nó sống hành trình của nhân loại gì đó, theo suốt cuộc hành trình nhân loại chứ không phải là bây giờ. Sao cái gì chú cũng kêu chú biết hết trơn vậy? Cái đó là khoa học người ta đã chứng minh rồi, thì chú cứ nói rằng khoa học đã chứng minh như thế. Khoa học không chứng minh làm sao chú biết được, hiểu không? Chú đời mới có 60 mấy tuổi thì chú chỉ biết từ khi chú mở mắt chào đời cho tới bây giờ thôi, chứ còn những cái chuyện mà từ trước khi chú mở mắt làm sao chú biết? Chú để chú biết được những cái điều mà từ khi chú chưa đẻ, đó là phải dựa vào những cái bằng chứng khoa học người ta đã chứng minh sẵn ra. Mình đi sau, mình hưởng, mình kế thừa. Mình chỉ được quyền tuyên bố mình biết những gì sau khi mình đẻ. Từ sau khi mình đẻ ra. Còn những cái việc mà nó xảy ra từ trước khi đẻ, không biết được đâu. Đừng có ngồi đó mà kêu là biết hết từ toàn nhân loại từ hồi xa xưa. Đó, nghe nó vô lý chưa? Tiếp. Chú không phải chú tự khen cái phương pháp này, nhưng mà chú thấy cái phương pháp này của nền văn minh không gian gửi tặng cho nhân loại, thì sự nghiên cứu của chú thì chú nói đây là một tuyệt tác phẩm để đời, nó hơn cả tất cả những cái tác phẩm nghệ thuật của tất cả những chu kỳ vừa qua đến thời điểm hiện tại. Chú bảo là chú không phải chú tự khen, mà thực tế là chú đang tự khen. Chú dám khẳng định đây là một cái tác phẩm nó hơn tất cả những tác phẩm để đời từ xưa đến giờ. Cái đó cũng không phải tự khen nữa. Chú không phải chú tự khen, nhưng mà chú khẳng định là chú tự khen hơn hẳn tất cả các tác phẩm để đời từ xưa đến giờ. Bởi vậy cho nên trong cái cuốn sách á, chú mới viết một câu như thế này nè. Chú bảo rằng năng lượng gốc là nguồn năng lượng vô biên, không giới hạn và có những tần số rung động khác nhau. Câu này mới quan trọng nè. Đây là sự khám phá quan trọng nhất trong lịch sử của nhân loại từ xưa đến nay. Chú khẳng định chắc nịch như vậy, xong rồi chú cứ bảo là chú không tự nhận, chú không này kia. Nếu mà gọi là một cái khám phá quan trọng nhất, thế nào gọi là khám phá quan trọng nhất? Khám phá quan trọng nhất là khám phá đó không thể thiếu. Nếu thiếu nó thì chắc chắn không có cái sự sống tồn tại, đúng không? Vậy thì bây giờ nhìn lại đi, không, bây giờ không có NLG thì mọi người có tồn tại không? Trời ơi, mấy nghìn năm nay người ta vẫn tồn tại, đâu có NLG đâu. Ý tại sao mà chú tự nhận đây là sự khám phá quan trọng nhất? Đây là cái cách dùng từ của chú luôn luôn chú tự cho chú là nhất, chú không hề có cái sự khiêm tốn nào đây. Mà cái sự mà dành công dành phần á, nếu như mà là người hiểu biết á thì họ sẽ nói như thế này: đây là một trong những sự khám phá quan trọng nhất. Tức là chú cũng ráng chú chen chân vô trong những cái khám phá quan trọng nhất, chú chen vô cho đúng ngang hàng với cái những khám phá quan trọng nhất, nghe nó còn lọt tai, mặc dù chú cũng không có đủ tiêu chuẩn để mà nằm trong cái khám phá quan trọng nhất đó đâu, nhưng mà nghe nó cũng còn tạm chấp nhận, nó lọt tai. Là bởi vì sao?
Chúa đứng trong hàng ngũ những khám phá quan trọng nhất mà thôi. Đằng này Chúa tự khẳng định đây là sự khám phá quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại từ xưa đến nay. Chúa khẳng định Chúa là nhất rồi. Ê, cái khám phá này, ngay cả khi không có cái khám phá này đâu có chết. Con người không chết. Mà Chúa biết cái khám phá nào mà nó không có là con người chết không? Đó là cái khám phá mà người ta khám phá cái quá trình mà tinh trùng đi gặp trứng. Để khám phá ra được cái đó đó thì lúc đó cái sự sống của con người mới tồn tại. Nếu chỉ có cái khám phá đó mà không có thì con người mới chết mà thôi. Tại vì không có cái khám phá đó ra thì con người đâu có tồn tại ra, sinh nở ra tiếp rồi sinh sôi nảy nở ra được nữa đâu. Chỉ có cái khám phá là cái khám phá quan trọng nhất liên quan đến nhân loại của con người á. Còn những cái khám phá khác nó chỉ là những cái khám phá, nó là những khám phá, một trong những khám phá quan trọng nhất, chứ nó không có cái nào nhất cả. Khám phá ra lửa, khám phá ra điện, khám phá ra máy vi tính, nó quan trọng hơn cái khám phá của chú. Bởi vì nếu mà người ta không khám phá ra máy vi tính, người ta không khám phá ra điện thoại, thì làm sao chú ngồi đây chú dạy được NLG mà chú đòi chú là khám phá quan trọng nhất. Cái nào nó cũng có cái sự quan trọng. Cho nên khi mà người ta nói, người ta luôn luôn xếp vào cái hàng ngũ là một trong những khám phá quan trọng nhất. Giống như tôi, một trong những người tử tế nhất. Chứ tôi đâu có nhận tôi là người tử tế nhất. Nếu như tôi nói là tôi là người tử tế nhất là người ta chửi chết à. Nhưng tôi nói tôi là một trong những người tử tế nhất, đâu sai. Tại vì có rất là nhiều những người tử tế khác, trong đó có mình. Còn giờ mình vô mình bô mà nói tôi là người tử tế nhất thế giới nên là ăn mì liền, hiểu không? Mình đâu có khẳng định được, có những cái nó hơn mình nhiều lắm. Cho nên cách dùng từ của chú là thấy không có thông minh thế nào rồi. Chú vẫn luôn luôn khẳng định rằng nó hơn tất cả các tác phẩm. Mà lấy gì làm bằng chứng? Chưa ai chứng minh, tự chú nói. À, nếu như ngày xưa đến giờ chú nói cái gì cũng đúng á, thì bây giờ tạm tin chú tiếp cũng được. Nhưng bây giờ lật ngược lại thì những cái lời chú nói nó cũng không có không có đúng. Cho nên những cái lời này nghe nó hơi xáo rỗng chút. Giờ nghe tiếp nè. Và chúng mong rằng tất cả anh chị em học rồi đó nên có cuốn sách này để trong cái tủ của mình. Và đặc biệt hơn, cuốn sách này là một cuốn tài liệu để anh chị em để vào cái tủ sách của mình. Để anh chị em hãnh diện rằng chúng ta có một cuốn sách để đời. À, trong cái clip mà chú nói về sách, chú liên tục lặp lại những cái câu nói là đây là cuốn sách để đời ha. Mọi người chú ý cái từ để đời. Và chú tin chắc rằng anh chị em sẽ cố gắng ủng hộ cho NLG nha. Cuốn sách này 130.000 đồng mà chú đã dành trình bày cho anh chị em đó, sẽ là một cái tài liệu xứng đáng để anh chị em để vào trong tủ sách của mình. Và một cái niềm vinh hạnh là chúng ta đã có một cuốn sách để đời cho nhân loại. Chú thì cứ luôn miệng nhấn mạnh đây là cuốn sách để đời cho nhân loại, trong khi nhân loại từ bao nhiêu đời nay đâu có cần nó đâu, không hề có nó, nhân loại vẫn bình an. Chúng ta cũng thấy rằng một cái cuốn sách nhỏ vậy thôi cũng là một cái tác phẩm mà để đời đó. Tại sao chúng ta để đời đây? Đấy, chú lại thêm một lần nữa để đời. Vì cái tượng, cái bìa mà các bạn, người bạn trẻ này đó tạo nên một cái hình ảnh của cái cuốn sách này, nó có đầy đủ hết tất cả những ý nghĩa của cái hành trình của tế bào, ý nghĩa của tế bào gốc và định hướng cho một tương lai mà tất cả anh chị em đọc hiểu thì anh chị em thấy là nó sẽ có một cái giá trị còn chiều dài, còn sâu hơn cả tượng tư thần tự do nữa. Thì nghe chưa, cái cuốn sách này nó có giá trị để đời, đó là nhờ vào cái bìa cuốn sách. Cái bạn mà thiết kế ra cái bìa rất có chiều sâu, đầy đủ ý nghĩa, nó còn nói chung là ý nghĩa hơn cả nữ thần tự do nữa. Đó, nghe chú giải thích nha. Chú nâng cao cái tầm quan trọng của cuốn sách, và đặc biệt là cái bìa cuốn sách, nó tạo nên cái giá trị của cuốn sách để đời nha. Tại sao ạ? Đường lưỡi thần tự do sẽ phai phôi theo thời gian, có thể là 100 năm, 1.000 năm hoặc là một vài chục nghìn năm. Nhưng cái cuốn sách này nó sẽ đi với anh chị em không biết bao nhiêu. Chú bảo rằng nó có cái giá trị thời gian còn dài hơn nữ thần tự do. Nữ thần tự do thì giỏi lắm, tồn tại theo thời gian chừng 100 năm, 1.000 năm hay vài chục ngàn năm thì nó cũng một nát. Còn cái cuốn sách này nó sẽ đi dài hơn các anh chị em, đi theo cuộc đời các anh chị em. Ủa, đi theo cuộc đời các anh chị em cũng chỉ được có 100 năm hết đáp. Mỗi người có 100 năm hết đáp. Chứ đi theo gì các anh chị em. Mỗi anh chị em sống có 100 năm mà.
đó là sống sống lâu ha, còn không thì có 50 năm, 60 năm ngủ rồi. Nhưng cái cuốn sách này nó sẽ đi với chị em không biết bao nhiêu, thì tối đa 100 năm chứ bao nhiêu. Anh chị em nào thì chỉ sống tối đa 100 năm thôi, lấy trung bình 100 năm là nhiều rồi đó. Còn bao nhiêu? Biết chắc rồi đó. Còn cái nữ thần tự do thì khi nào nó sụp thì chưa biết. Còn cuốn sách này đi với anh chị em thì chỉ mỗi anh chị em chỉ đi chung với cuốn sách này được 100 năm thôi nha. Đây là một tác phẩm nói lên sự thành công mà chúng ta NLG, chú nói chung, mà chú là người được nền văn minh không gian hướng dẫn để tìm ra được một cái nguyên tắc để sử dụng của cái bộ gốc này. Cái này thì chú cũng tự chú khẳng định và chú quả quyết là nó có giá trị, là bởi vì có mình chú biết. Thì nếu như mà tất cả những lời chú nói mà đúng, mà chú hoặc là những việc chú làm mà đúng, không có một cái chút nào gian dối, thì coi như tạm tin, coi như đây là chú nói cũng tạm tin. Nhưng mà ngược lại thì những điều chú làm nó có cái sự lừa dối ở trong đó, thì giờ sâu chuỗi lại thì những lời chú nói làm sao tin được, hiểu không? Và chú trình bày với anh chị em biết, những cái hình ảnh trong đây á, những hình ảnh trong đây là tượng trưng cho cái nguồn năng lượng từ ngoài không gian đến, từ ngoài không gian mà chú gọi là nền, cái Google của vũ trụ đó, đi đến trong quả địa cầu chúng ta, và chúng ta mở khóa ra để chúng ta sử dụng cái nguồn năng lượng này cho khắp năm châu. Đây là cái biểu tượng của cái hình ảnh tiêu biểu cho cuốn sách này. Và điều đặc biệt nhất là anh chị em thấy tại sao cái tượng nữ thần tự do phải đi chứ không phải là tượng đứng, để cái hành trình của cái sự việc đó luôn luôn lúc nào cũng được tiếp nối và tiếp nối, để lan tỏa, để đem ra ứng dụng vào đời sống. Thì cái bức hình này anh chị em thấy nó có một cái bước, có một bước là như một cái nấc thang đó. Và cái nấc thang này cũng là một cái điểm nhấn cực kỳ quan trọng, vì chúng ta không thể đứng được mà chúng ta phải tiếp tục nâng cao lên, nâng cao lên từng ngày, từng tháng, từng năm, và suốt hành trình của sự sống của chúng ta, thế hệ này qua thế hệ khác, biểu tượng cho một nấc thang mà chúng ta cần phải bước lên. Chú so sánh cuốn sách của chú với nữ thần tự do, với một cái giá trị của nhân loại, đó là nữ thần tự do. Chú bảo là cuốn sách đó nó cũng thể hiện từng nấc thang. Ủa, tôi nhìn mọi người nhìn có thấy cái nấc thang nào không? Tôi nhìn nó thấy giống như những cái lớp mỡ hơn cái nấc thang gì, giống như cái lớp thịt ba chỉ. Nó có ra cái thang đâu. Nấc thang thì phải kẻ nó ra, nó ra từng bậc lên nó mới ra cái nấc thang. Còn những cái tia chớp mà xéo xéo giống như cái tia chớp hoặc là cái tia sáng gì đấy thôi, chứ nấc thang gì đây, ba cái gạch gạch đó mà nấc thang cái gì? Nhìn sao ra tưởng tượng ra nấc thang là cũng giỏi thiệt á. Đây, chú không tự đánh giá cao về cái tác phẩm này của bộ môn NLP. Và anh chị em thấy trong đây có mười mấy cái ngôi, 2, 4, 6, gồm có 15 cái ngôi sao, mà trong cái quả địa cầu chúng ta có được 5 cái ngôi sao, tất nhiên là hiện diện cho năm châu rồi. Còn những ngôi sao này sẽ lần lượt đến với chúng ta để đem lại những lợi ích lớn hơn nữa, nhiều hơn nữa, để đáp ứng nhu cầu cho tất cả sự sống trong quả địa cầu này. Và chúng ta sẽ thấy rằng trong hình trong đây còn có 3 cái tế bào nữa. Đây là tế bào gốc, và muốn tế bào gốc này phát huy thì chúng ta phải có phần năng lượng hỗ trợ 24/24. Bạn Hồ Quang Minh là một người bạn trẻ, một người cũng như là rất bình thường thôi, nhưng mà đã tạo nên một cái tác phẩm đầy ấn tượng này, với đầy đủ chiều sâu, với đầy đủ ý nghĩa của một cái tác phẩm. Và tôi tin chắc rằng cái tác phẩm này sẽ là một tác phẩm mang lại niềm hạnh phúc cho dân tộc đất nước Việt Nam, cũng như là cho nhân loại được hưởng những cái lợi ích trong bộ môn NLP này. Và chú cảm ơn bạn Hồ Quang Minh nha, một người đã tạo nên một cái tác phẩm của cái hình bìa của cuốn sách, và đây là một cái dấu ấn rất lớn để cho chúng ta tự hào. Nghe chưa? Cảm ơn tác giả Hồ Quang Minh đã tạo ra một cái bìa cuốn sách. Chú nhấn mạnh đây là tác phẩm để đời. Cảm ơn tác giả thiết kế ra một cái bìa nó hết sức là ý nghĩa, mang đầy đủ cái ý nghĩa của nó, sánh ngang tầm với nữ thần tự do, bởi vì nó có những cái bậc thang trong đó để chứng tỏ mình càng bước lên, bước lên đó. Rồi sao? Mấy tháng sau? Tại sao mới có đây có mấy tháng hả? Bây giờ cái bìa cuốn sách ở đâu rồi? Được thay thế bởi một cái bìa khác. Đây, bây giờ mở bìa khác ra coi. Bìa cuốn sách cũ đây. Chú nhìn cái này chú bảo là nấc thang. Ê, tôi nhìn tôi thấy nó giống như những cái tia sáng thôi, chứ nấc thang gì không có ra được cái nấc thang. Nhìn sao cũng dựng trừu tượng thì nhìn sao ra nấc thang. Nhìn tôi thấy nó giống cái lớp mỡ thịt ba chỉ, có đúng có lý hơn cái nấc thang. Rồi thì cứ cho như là cái tác tuyệt tuyệt tác phẩm gì đấy, để đời của cái bạn Minh gì đó thiết kế, đúng không? Đầy đủ ý nghĩa, có chìa khóa này, rồi có quả địa cầu này, có 5 ngôi sao này, có tia nắng năng lượng chiếu xuống tế bào này, ha, rất là ý nghĩa, đúng không? Chú rất khen cái này, chú rất thích cái bìa này,
Có một cái video nào đó mà tôi không có lụng ra được, chú từng nói là chú rất 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 tâm đắc cái bìa. Chú rất 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 tâm đắc cái bìa. Chú rất cảm thấy cái bìa này nó đầy đủ ý nghĩa, càng nhìn càng thấy được cái, nói chung là chú khen ghê lắm. Cuối cùng sao? Bây giờ chú đổi qua cái bìa mới. Chú bỏ cái bìa kia rồi. Bây giờ chú thay bằng cái bìa mới. Ê, tôi nhìn cái bìa này tôi không thấy có cái nấc thang nào hết. Giờ sao tụi mọi người? Không có nấc thang nào luôn á. Cái này thì nó chỉ có tế bào thì có nè. Có mấy cục tế bào. Xong rồi mấy cái con gì đó. Chắc mấy con tế bào á. Chứ tôi không có thấy cái ngôi sao nào luôn á. Không có ngôi sao. À, cái bìa mới này không có ngôi sao. Có hình người thôi. À, có cái tế bào, có cái điện thoại. Đã, thì không biết là cái hình này và chú giải thích làm sao. Mà cái hình cũ chú còn nói là nó sánh ngang tầm với nữ thần tự do. Nó còn có giá trị vượt thời gian, hơn thời gian, dài hơn nữ thần tự do. Nữ thần tự do theo thời gian trăm năm, ngàn năm, mấy chục ngàn, ngàn năm thì nó cũng mòn. Cái bìa này nó sẽ trường tồn để đời. Cuối cùng chú mấy tháng sau, chú quay phát qua 8 tháng sau. 8 tháng sau chú quay phát ra, chú làm một cái bìa tế bào gốc vị ý chí đại tài của bạn. Tôi nói thiệt nha, không biết mọi người sao á, chứ nhìn cái bìa cũ đi, nó đẹp hơn nhiều. Nhìn nó cũng thuận mắt hơn, nó không có rối mắt. Cái bìa mới nè, trời ơi, nhìn nó xấu mà nó nhìn nó rất là rối mắt luôn á. Nhìn không hề đẹp chút nào hết trơn, mà đừng nói cái này cũng là tuyệt tác nha. Cho nên tuyệt tác hay không là sao? Là do miệng chú nói. Chú thích cái nào là tuyệt thì chú thêm chữ tuyệt vào. Còn bữa sau chú không thích thì chú bỏ nó vô thùng rác. Thì nó là tuyệt rác. Nó tuyệt tác cái gì? Đó, tự mình khen, xong rồi tự mình vả vào những cái lời khen đó. Bảo để đời. Một cái bìa cuốn sách rất là để thể hiện hết được những cái tâm ý ở trong đó. Rồi tuyệt vời, tuyệt tác, tuyệt phẩm. Mà mới 8 tháng sau vứt nó đi rồi, thay thế nó một cái tuyệt phẩm khác. Cái này không biết là gọi là cái gì nữa. Thì những cái gì chú nói là chú nói vậy thôi. Còn nó có làm như chú nói hay không thì thời gian sẽ trả lời. Và đây là thời gian trả lời cái cuốn sách để đời của chú. 6 tháng sau nó đi vào dĩ vãng. Đời cái gì? À, chú bảo là cái nữ thần tự do nó đi với nhân loại chừng trăm năm, ngàn năm, vài chục ngàn năm. Còn cuốn sách này á, cháu thấy nó đi, mấy người kia nó đi được có mấy tháng hả? Cao lắm đi được 2 năm, 1-2 năm thôi. Chưa hết đời người nữa mà chú, chứ gì chú tuyên bố đi để đời rồi. Đúng chuẩn là để đời, tức là một đời người cho 100 năm. Đằng này mới đi có 2 năm, có người thậm chí mới đi được có 1-2 tháng. Chú đã thay hình đổi dạng rồi. Gì không có để đời nha. Chứ còn cái đó. Tại sao có cái sự thay đổi này? Bây giờ mới phân tích chi tiết này. Tại sao có cái sự thay đổi này? Trời ơi, tôi nể tôi ghê luôn á. Ở đây có một cái câu chuyện rất là hay ho. Đây nha. Đọc cái comment này chơi. Đây mới là nhà tiên tri nè. Nhà tiên tri đây nè. Rồi bây giờ vô đây đi tìm cái comment cũ ngày xưa nè. Comment cũ ngày xưa tôi gõ là cái gì? Tăng giá bán sách. Vô đây đọc cái này vui nè. Đây, 8 tháng trước trên cái clip thơm quá khôn biết đánh vào tâm lý mọi người. Đã NLG chiếm đoạt tiền mua sách học viên. Cái clip tôi phân tích về cái vụ mà chiếm đoạt tiền mua sách của học viên á. Đây là cái comment mà một nhà tiên tri đã nói cách đây 8 tháng trước. Và bây giờ nó đã ứng nghiệm. Đây mới gọi là nhà tiên tri nè. Nhà tiên tri này bảo gì? Là hôm nay tôi vừa nhận được một lời tiên tri từ Thượng Đế. Nên tôi ghi chú lại ở đây để lưu lại ngày tháng tiện theo dõi xem lời tiên tri này có linh ứng không nha. Thì cái lời tiên tri này dài lắm. Bây giờ để tôi tóm tắt cái lời tiên tri đại khái như là tôi nói là cái việc mà NLG tuyên bố ngừng bán sách và hoàn lại tiền cho học viên á là có chủ đích. Là bởi vì ngày xưa á, bán một cuốn sách 130.000 á là do thời điểm đó chỉ có duy nhất một cuốn sách mà thôi. Mà bán với cái giá 130.000 thì cũng không phải là rẻ.
mà cũng không phải là quá mắc, nó cũng hợp lý ở cái giá chấp nhận được. Thì do thời gian đó chỉ có một cuốn sách thôi, cho nên Energy bán thì thấy mọi người cũng ủng hộ này kia, thì cũng không có cái sự đánh giá về 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 thiệt thòi hay cái gì đấy. Sau khi tới tháng 12 năm ngoái, Energy tung ra một cuốn sách thứ hai, đó là Mẫu Số Chung, có giá cả triệu bạc mà vẫn có nhiều người mua. Lúc này Energy mới nhận ra rằng đây là cái miếng mồi béo bở cần khai thác. Cho nên Energy tuyên bố hết sách, ngừng bán sách, đồng thời làm một cái động thái gọi là chỉnh sửa bổ sung một tí để lấy cái cớ sau này tăng giá. Thì cái việc mà chỉnh sửa rồi tái bản rồi tăng giá thì nó cũng rất là hợp lý. Bởi vì trong tất cả các cái mặt hàng hoặc là kinh doanh người ta cũng vậy mà, trong siêu thị cũng thế thôi. Mình đi mua hàng cái mặt hàng đã quen mà một ngày đẹp trời mình thấy nó đổi cái bao bì là biết cái giá nó khác rồi đó. Cũng hợp lý, không sao cả. Thì tôi mới dự đoán xem tôi hiểu Energy được bao nhiêu. Và tôi ghi lại cái lời dự đoán này của tôi ở đây nè. Tôi khẳng định rằng Energy sẽ lên giá cuốn sách, bởi vì cho rằng 130.000 quá ít. Bởi vì cuốn sách kia 1 triệu mà chả ai hiểu gì người ta cũng mua, trong khi cuốn sách này hiểu như vậy mà bán 130.000 thì quá thấp. Đó là lý do Energy ngừng lại để hãm một thời gian, sau đó tung ra để bán giá cao hơn. Nhưng cái bất ngờ ở đây là gì? Có một bạn đi vô chỉnh tôi, bảo là khi nào xảy ra thì biết chứ suy luận tiên đoán làm chi cho mệt não bạn ơi. Giả sử sách có tăng giá thì cũng có gì sai đâu, do biến cả do giá cả biến động khôn lường mà, ngay cả nhà xuất bản giáo dục còn tăng sau khi chỉnh lý phải không? Đúng, sách hay là bất cứ sản phẩm nào người ta cũng có quyền tăng giá theo biến động thị trường. Ok, thì tôi nói với cái bạn này á, ủa mấy người này ngộ thiệt á, ông Phúc ổng lên ổng tiên tri rần rần thì mọi người không có vô khuyên ổng, nói với chú là thôi chú ơi đừng có tiên tri, chừng nào xảy ra thì biết chú tiên tri làm gì cho mệt não. Cái đằng này chú lên chú tiên tri nào là hết chiến tranh nè, tháng 2 là bùa ngải không còn nè, sắp thêm cái tháng 2 nữa rồi đó. Thì mọi người vô tung hô, mọi người vô kêu linh ứng, mọi người kêu linh nghiệm. Trước đây chiến tranh nó còn nhẹ nhẹ nhẹ, chú tiên tri xong phát chiến tranh nó nổ banh chành kéo dài hơn năm nay chưa hết. Tiên tri gì kỳ ý? Những cái tiên tri đó thì mấy người không đi vô nói chú ơi sau này chú đừng có tiên tri gì hết trơn, chú làm ơn chú làm chuyện của chú đi, chú đừng có tiên tri cái gì bậy bạ nữa nghe. Ê, đi vô đây chỉnh tôi là nói tôi tiên tri cho mệt não. Ủa mệt não tôi, não bạn sao bạn quan tâm dữ vậy? Nhiều chuyện, cái thứ mà mê muội rồi á, người ta nói cái gì cũng nghe. Chú tiên tri, mọi người vô tung hô. Tôi tiên tri, mọi người vô kêu tôi nói chi cho mệt não. Ủa mà não tôi mà sao mà bạn quan tâm làm gì? Mà bây giờ bạn nhìn lại đi, chú tiên tri xài bét, tôi tiên tri mới đúng. Cái lời tiên tri của tôi mới đúng. Mà bây giờ nó thành hiện thực rồi. Hiện thực là gì? Là họ đã chỉnh sửa và bán với giá, nâng giá. Nhưng vấn đề đây là gì? Bạn bảo là gì? Ngay cả nhà xuất bản giáo dục cũng còn tăng giá sau khi chỉnh lý. Đúng. Nhưng bạn tìm cho tôi trên thị trường đi, bất kể đó là nhà giáo xuất bản giáo dục hay là nhà kinh doanh hay là nhà sản xuất gì, xem khi mà họ tăng giá cái sản phẩm của họ, có ai tăng giá đến 100% không? Chưa có ai tăng giá một sản phẩm của mình mà lên 100% cả. Người ta có tăng cũng chỉ là 5-10%, 20%, chưa tới 50% nữa. Chưa thấy cái sản phẩm nào mà họ chỉnh lý xong họ làm xong họ tăng giá 50%. Mà đằng đây chú tăng sao? Một phát 600%. Từ 130.000 chú tăng lên 750.000, tăng 600%. Đó là gì? Đó không phải là do chỉnh lý, đó cũng không phải là do biến động giá cả thị trường. Đó duy nhất chỉ một điều đó là gì? Là tham. tham lam. Cuốn sách kia 1 triệu còn nhiều người mua mà, cuốn này 130.000 tiếc quá, chậu 2 năm dội bán uổng ghê, giờ đẩy lên 750 vẫn có người mua. Nhưng vấn đề đây là gì? Chú bảo đây là tác phẩm tuyệt tác, để đời chú rất là đội ơn cảm ơn cái người sáng sáng tạo ra cái bìa cuốn sách đầy đủ ý nghĩa,
nó sánh ngang tầm với nữ thần tự do, nó còn hơn cả nữ thần tự do. Nó có những cái bậc thang, nhờ cái bậc thang đó thể hiện cái sự phát triển tiến hóa rồi nâng cấp. Ôi già già chủ làm cái bìa khác, nó không hề có cái bậc thang, mà nó cũng không hề có ngôi sao, nó cũng không hề có tia năng lượng mặt trời. Ủa vì sao bây giờ cái giá trị của nó cao vậy? Ê, chú thích làm gì chú làm, chú thích nói sao chú nói. Chú nói điều hôm sau nó vả vào cái điều hôm trước chú nói, cũng miệng chú thôi. Không có cho người ta nể, hiểu không? Tôi còn dự đoán, tôi bảo cuốn sách này sẽ sửa xong lên giá khoảng 500 ngàn. Nhưng tôi dự đoán vẫn còn thiếu. À, chú lên hẳn 750, từ 130 ngàn. Sửa chỉnh lý xong giờ bán 750, ghê không? Đó là gì? Là bởi vì chú thấy rằng cái nhu cầu thị trường đang còn khao khát, nhiều người rất cần, thì đẩy cái đó lên bán sách. À, một cuốn sách 130 ngàn, chú ngồi chú kêu than, tốn bao nhiêu là chi phí, 130 ngàn đâu có bao nhiêu, rồi tiền thuế, tiền má. Ủa, đi ra nhà sách có rất nhiều cuốn sách chỉ có mấy ngàn bạc, có rất nhiều cuốn sách chỉ có mười mấy ngàn, có rất nhiều cuốn sách dưới 130 ngàn của chú. Nhưng mà tại sao? Người ta bán số lượng lớn ông ơi. À, bây giờ thử 130 ngàn mà nhân cho 10 ngàn cuốn sách đi coi ra bao nhiêu tiền. Một lần in bao nhiêu? Bây giờ đâu phải là mang 130 ngàn đó mà chỉ có vài cuốn đâu mà ngồi đó kể lể. Ta bán số lượng lớn, in số lượng lớn, nó vẫn có lời, vẫn giàu. Nha, chứ 130 ngàn mà than cái gì? Rồi bây giờ bán 750 ngàn thì sao? Còn than không? Ui, còn than lỗ nữa không? Trời ơi, bất cứ cái gì á, làm ăn người ta cũng tính toán đến lợi nhuận. Không có cái vụ mà có lợi cho cái người sử dụng đâu. Đừng có mơ. Là miệng lưỡi thiên hạ nói sao nói. Nên là cái vấn đề hôm nay tôi chỉ muốn chứng minh cho thấy rằng đó có một cái nhà tiên tri. Họ đã tiên tri cách đây 8 tháng trước và họ tiên tri và 8 tháng sau nó đã trở thành hiện thực. Đó, thời gian ngày giờ còn lưu hết nè. Đó, đâu có sai đâu. Thấy không? May mà tôi có ghi lại đây á, chứ không thôi bây giờ tôi ngồi tôi kể mọi người bảo tôi bịa. Tôi mới là người nói đúng nè. Nhà tiên tri của NLG.